Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là những trận giao hữu mà còn là bước đệm chiến lược của đội tuyển Việt Nam trước thềm giải vô địch Đông Nam Á 2024. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, những chiến binh sao vàng đã chứng minh sự lột xác ngoạn mục với thành tích toàn thắng, tạo nên làn sóng tự hào và kỳ vọng lớn trong lòng người hâm mộ cả nước. Mở đầu hành trình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ulsan Citizen, đội bóng thuộc K-League 3. Ngay sau đó, đoàn quân áo đỏ tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Daegu FC, một đội bóng mạnh của K-League 1, cũng với tỷ số 2-0. Hai trận thắng đầu tiên không chỉ mang lại sự hưng phấn mà còn khẳng định khả năng áp đặt thế trận của đội tuyển trước các đối thủ có lối chơi đa dạng. Trận giao hữu cuối cùng gặp Gyeongbok Hyundai Motors FC, một trong những tên tuổi lớn của K-League 1, được xem là thử thách lớn nhất trong chuyến tập huấn. Dù Gyeongbok phải chia đội hình để thi đấu trận playoff tranh suất trụ lại K-League 1 vào cùng ngày, đội bóng này vẫn sở hữu lực lượng mạnh mẽ với ưu thế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước đối thủ đáng gờm, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra đội hình xuất phát gồm những cái tên sáng giá như Nguyễn Philip, Tiến Dũng, Việt Anh, Thanh Bình, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Trường, Thanh Long, Quang Hải, Ngọc Quang và Thanh Bình. Đây là sự phối hợp đầy chiến lược giữa kinh nghiệm dày dạn và sức trẻ giàu nhiệt huyết. Ngay từ phút thứ 10, Quang Hải đã khiến khán giả phải trầm trồ khi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh trong chuyến tập huấn, khẳng định phong độ ổn định và tầm quan trọng của số 19 trong lối chơi chung. Chỉ 10 phút sau, Thanh Bình nhân đôi cách biệt với một cú dứt điểm chính xác, đưa tỷ số lên 2-0. Đội tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt và hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp 1, khiến Gyeongbok lúng túng và phải chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, Gyeongbok Hyundai Motors Football Club bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Phút 56, đội chủ nhà bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một tình huống tận dụng sai lầm từ hàng thủ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả 3 trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua. Bàn thắng này tạo động lực cho Gyeongbok gia tăng sức ép, đẩy trận đấu vào thế giằng co đầy kịch tính. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam không hề nao núng. Phút 90, tân binh Doãn Ngọc Tần thực hiện một đường chuyền đẹp mắt, tạo điều kiện để Duy Mạnh băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển. Một trận đấu khép lại với sự thăng hoa và những bài học quý giá cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam giành được thành tích vô cùng ấn tượng. Toàn thắng cả 3 trận, ghi tổng cộng 7 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần. Đây không chỉ là những con số đẹp mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong cả lối chơi lẫn tinh thần của đội bóng. Các cầu thủ đã thể hiện sự nhuần nhuyễn trong phối hợp, khả năng kiểm soát bóng tốt và đặc biệt là sự sáng tạo trong khâu tấn công. Bên cạnh đó, hàng thủ cũng chứng tỏ sự chắc chắn, chỉ mắc một sai lầm nhỏ trong trận đấu cuối cùng. Những gì đội tuyển đạt được không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trong khu vực. Việt Nam đã sẵn sàng cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024. Với phong độ hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Những chiến thắng tại Hàn Quốc không chỉ tạo động lực mà còn chứng minh sức mạnh thực sự của đội bóng. Liệu những chiến binh sao vàng có thể tiếp tục duy trì phong độ để chinh phục ngôi vương tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024? Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ mang lại những chiến thắng đáng nhớ mà còn giúp đội tuyển Việt Nam xây dựng sự tự tin và hoàn thiện chiến thuật. Hành trình sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu kiên cường, đội tuyển Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một tương lai rực rỡ. Sau trận giao hữu, huấn luyện viên trưởng Kim Do-heon của Gyeongbok Hyundai Motors Football Club đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam. Ông nhận định, tuyển Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về thể lực lẫn chiến thuật. Các cầu thủ của họ không chỉ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ mà còn rất kỷ luật, linh hoạt trong việc đọc trận đấu. Lối chơi của đội tuyển thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa các tuyến, đặc biệt là khả năng phối hợp và kiểm soát bóng rất tốt. Về các cá nhân nổi bật, ông không tiếc lời ca ngợi Quang Hải, người đã có bàn thắng mở tỷ số đẳng cấp. Cầu thủ số 19 là một ngôi sao thực sự. Cậu ấy không chỉ nguy hiểm trong những pha dứt điểm mà còn rất thông minh trong cách di chuyển và tạo khoảng trống cho đồng đội. Ngoài ra, huấn luyện viên Gyeongbok cũng đánh giá cao sự ổn định của hàng phòng ngự và sự xuất sắc của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Điều mà ông tin rằng sẽ là điểm tựa vững chắc cho hành trình tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024. Khi được hỏi về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực sắp tới, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận định, nếu tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần như hiện tại, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Họ là một tập thể đầy tiềm năng và đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Những lời khen có cánh từ một huấn luyện viên của đội bóng hàng đầu K-League 1 càng khẳng định sức mạnh và vị thế mới của đội tuyển Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ cao,
những chiến binh sao vàng đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024, hứa hẹn mang đến những trận cầu mãn nhãn và niềm tự hào cho người hâm mộ. Báo Indonesia chỉ ra 3 lý do khiến tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch giải bóng đá Đông Nam Á. Tại giải bóng đá Đông Nam Á 2024, bảng B đã trở thành tâm điểm khi chứng kiến cuộc chạm trán của những đối thủ đầy duyên nợ. Indonesia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong, nằm chung bảng với các đối thủ Lào, Philippines, Myanmar và đặc biệt là tuyển Việt Nam, một ông lớn mang tham vọng chinh phục ngôi vương khu vực. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm, truyền thông Indonesia đã nóng như lửa, đổ dồn sự chú ý vào đội bóng áo đỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ là đối thủ lớn nhất mà còn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Mới đây, trang Sindo News của Indonesia đã đăng tải một bài viết phân tích sâu sắc, thậm chí có phần e dè khi đánh giá về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Việt Nam, người khổng lồ gieo rắc nỗi sợ hãi cho đối thủ. Theo Sindo News, tuyển Việt Nam không chỉ mạnh mà còn sở hữu tất cả những yếu tố để lật đổ mọi thế lực tại AFF Cup 2024. Bài phân tích chỉ ra rằng, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò đang hướng đến giải đấu với quyết tâm cao nhất cùng một lộ trình đầy tham vọng. Trang báo này thẳng thắn thừa nhận, Việt Nam chính là đối thủ đáng gờm nhất của Indonesia và đây là lý do vì sao họ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch. 1. Đội hình hoàn hảo và sự vượt trội trong khu vực. Sindo News không ngần ngại khẳng định, tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình đồng đều, giàu sức cạnh tranh và vượt xa các đối thủ cùng bảng. Lào, Myanmar hay Philippines được xem như những đội bóng lót đường khi so sánh với sức mạnh áp đảo của Việt Nam. Hơn nữa, đội hình hiện tại của Việt Nam không chỉ mạnh về chất lượng mà còn đầy chiều sâu. Từ hàng thủ chắc chắn đến hàng công sắc bén, các cầu thủ áo đỏ được đánh giá là hơn hẳn mặt bằng chung trong khu vực. Điều này khiến họ trở thành một thế lực không thể xem nhẹ. 2. Huấn luyện viên Kim Sang-sik, ngọn lửa khát vọng và sự tự tin táo bạo. Không chỉ có đội hình mạnh, tinh thần của tuyển Việt Nam cũng được đẩy lên cao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dồn mọi tâm huyết vào giải đấu lần này, quyết tâm biến đội bóng thành cơn ác mộng của mọi đối thủ. Trang Sindo News còn hé lộ chi tiết thú vị rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik từng hài hước tuyên bố sẽ thực hiện điệu nhảy ăn mừng đặc trưng của mình nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Sự tự tin táo bạo này không chỉ thể hiện tham vọng mà còn là lời thách thức ngầm gửi tới các đối thủ, đặc biệt là Indonesia. Và quân bài tẩy Nguyễn Xuân Sòn ngòi nổ cho tham vọng lớn. Một trong những yếu tố được Sindo News nhấn mạnh chính là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Xuân Sòn, cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch và sẵn sàng khoác áo tuyển Việt Nam. Xuân Sòn không chỉ là một tài năng xuất chúng mà còn được kỳ vọng sẽ là cỗ máy săn bàn, giúp Việt Nam tiến xa tại giải đấu. Trang báo Indonesia thừa nhận, có Nguyễn Xuân Sòn trong đội hình, cơ hội vô địch của tuyển Việt Nam sẽ lớn hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là lợi thế mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh vượt trội mà tuyển Việt Nam mang đến giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Trong khi Indonesia tập trung chuẩn bị đối phó với đối thủ lớn nhất, tuyển Việt Nam đã khẳng định phong độ hủy diệt trong quá trình tập huấn tại Hàn Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ rèn luyện thể lực mà còn liên tiếp giành chiến thắng áp đảo trong các trận giao hữu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã chơi 3 trận giao hữu với các đội bóng mạnh từ Hàn Quốc và xuất sắc giữ thành tích toàn thắng. Những kết quả này không chỉ là lời cảnh báo cho Indonesia mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng. Việt Nam đang sẵn sàng bùng nổ và biến giải vô địch Đông Nam Á 2024 thành sân khấu của riêng mình. Giải vô địch Đông Nam Á 2024 không chỉ là giải đấu đơn thuần mà còn là đấu trường của danh dự, lòng tự tôn và tham vọng thống trị Đông Nam Á. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia tại bảng B chắc chắn sẽ là trận chiến sống còn, nơi mà mỗi đường bóng, mỗi bàn thắng đều có thể thay đổi cục diện cả giải đấu. Indonesia, dù sở hữu lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng, vẫn phải đối mặt với một tuyển Việt Nam mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Liệu đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong có vượt qua được ngọn núi mang tên Việt Nam, hay họ sẽ phải cúi đầu trước sức mạnh vượt trội của đối thủ? Câu trả lời chỉ có thể chờ đợi trên sân cỏ. Hơn cả một trận đấu, giải vô địch Đông Nam Á 2024 sẽ là cuộc chiến của những giấc mơ cháy bỏng. Indonesia mơ về chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi, trong khi Việt Nam lại mang khát vọng khẳng định vị thế ông vua mới của bóng đá khu vực. Cuộc chiến này, với những căng thẳng và kịch tính tột độ, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Chỉ còn ít ngày nữa, hồi còi khai cuộc sẽ vang lên. Bảng B, nơi quy tụ những đối thủ đầy duyên nợ, sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Liệu Việt Nam có thể biến những dự đoán của truyền thông Indonesia thành sự thật, hay một bất ngờ lớn sẽ xảy ra? Hãy chờ đón, vì giải vô địch Đông Nam Á 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, không
không thể ngờ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị và mong muốn nghe những nhận định, suy nghĩ của quý vị về nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ. Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể cải thiện và mang đến những điều thú vị hơn nữa cho quý vị. Quý vị và các bạn hãy dành tặng cho kênh một nút like, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.